Có một thống kê đáng lưu ý chỉ ra rằng Arsenal chứ không phải Man City hay Liverpool mới là đội bóng chơi tấn công hiệu quả nhất Premier League hiện nay. Họ ghi tới 25 bàn thắng chỉ sau 6 vòng đấu trở lại đây tại Premier League. Đó là tuyên bố hùng hồn đập tan những luận điệu nghi ngờ khả năng đua vô địch của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta ở mùa giải 2023-2024. Với nước Anh, Arsenal bây giờ không khác gì một vị cứu tinh để thoát khỏi sự thống trị của hai gã khổng lồ Man City và Liverpool. Trước khi bước vào bài phân tích ngày hôm nay, xin quý vị khán giả đừng quên để lại một like, một subscribe và nhớ bật nút chuông thông báo để theo dõi kênh nhé. Arsenal còn ghi được nhiều bàn thắng hơn cả đội đương kim vô địch Man City tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Cụ thể, pháo thủ đã có tổng cộng 62 bàn thắng sau 26 vòng đấu. Còn đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola mới chỉ có 59 lần làm tung lưới các đối thủ, dù sở hữu những chân sút thượng hạng như Erling Haaland hay Julian Alvarez. Đó là thống kê khá bất ngờ ngay cả với những người yêu mến Arsenal. Còn nhớ, huấn luyện viên Mikel Arteta đã từng bị chỉ trích dữ dội vì không chịu đưa về Emirates một trung phong đẳng cấp trong phiên chợ hè 2023. Người ta càng có thêm lý do để công kích thuyền trưởng của Arsenal khi đội bóng thủ đô London chơi tấn công tệ hại trong giai đoạn cuối năm ngoái. Đặc biệt trong bối cảnh cả hai tiền đạo cắm Gabriel Jesus và Eddie Nketiah đều tỏ ra kém hiệu quả. Thậm chí trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi, các fan còn gây sức ép đòi lãnh đạo Arsenal chi đậm để mua gấp một số 9 đẳng cấp. Trong đó Victor Osimhen, vua phá lưới Serie A mùa trước trong màu áo Napoli và chân sút Ivan Toney của Brentford là hai cái tên được đề cập nhiều nhất. Tuy nhiên, đội chủ sân Emirates quyết định không vội vàng mua tiền đạo, dù họ cũng đã từng tính đến việc chiêu mộ Toney. Tất cả đã thay đổi chóng mặt kể từ khi bước sang năm 2024. Đặc biệt sau thời điểm huấn luyện viên Mikel Arteta đến ăn bít tết trong nhà hàng của Sao B và được đích thân thánh rắc muối phục vụ. Người Việt thường có phong tục đầu năm mua muối lấy may, còn huấn luyện viên Arteta có lẽ do vừa ra Tết Tây đã được rắc ngập muối nên hàng công của đội bóng do ông dẫn dắt cũng đã đổi vận một cách khó tin. Chỉ trong 6 vòng đấu gần đây ở Premier League, Arsenal đã 25 lần làm tung lưới các đối thủ, nghĩa là trung bình mỗi trận họ ghi được hơn 4 bàn. Con số đó thực sự rất đáng nể và càng có ý nghĩa hơn nữa khi nhiều nạn nhân của pháo thủ là những đối thủ đáng gờm. Đơn cử như mới đây, đội bóng thủ đô London đã nghiền nát Newcastle với tỷ số 4-1, hay trước đó là trận vùi dập Liverpool 3-1 ở vòng 23. Đặc biệt là màn tàn sát West Ham 6 bàn không gỡ ở vòng 24. Không hề quá lời nếu nói rằng Arsenal đang là đội có lối chơi tấn công đáng xem nhất tại giải Ngoại hạng Anh kể từ khi bước sang năm 2024. Họ chơi tấn công đơn giản nhưng đa dạng và rất hiệu quả. Đặc biệt, đội bóng chủ sân Emirates không quá phụ thuộc vào bất kỳ chân sút nào. Nếu nhìn vào danh sách các chân sút hàng đầu tại giải Ngoại hạng Anh sau 26 vòng đấu, hẳn nhiều người sẽ bất ngờ. Arsenal không có đại diện trong top 5. Cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất của họ ở Premier League là Bukayo Saka với 13 lần nổ súng. Đáng chú ý, điểm nhấn của chuỗi trận thăng hoa đến từ việc thầy trò Mikel Arteta đang làm chủ rất tốt những tình huống bóng cố định. Thậm chí, đây có thể là thứ vũ khí giúp pháo thủ tạo nên sự khác biệt trên chặng đường cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này. Theo thống kê, không đội nào ghi được nhiều bàn thắng từ các tình huống cố định hơn Arsenal với 19 pha lập công tại Premier League mùa này. Ngoài ra, The Gunners cũng có nhiều bàn thắng từ những quả phạt góc nhất, 13 bàn. Newcastle là đối thủ mới nhất thất bại trước Arsenal. Trong trận đấu, chiếc chè phải nhận bàn thua từ hai tình huống phạt góc. Xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải, Gabriel Magalhaes đánh đầu dũng mãnh ở cột gần và bị thủ môn Karius cản phá. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số vẫn đến với Arsenal khi Livramento phá bóng trúng đầu gối Botman và bật ngược trở lại trong lưới Newcastle. Đến phút 69, lại từ một tình huống phạt góc, hậu vệ Kiwior đánh đầu tung lưới đội khách để gia tăng cách biệt lên 4 bàn cho đội chủ sân Emirates. Hai bàn thắng đến từ hai tình huống phạt góc điển hình đã cho thấy cách ban huấn luyện Arsenal sắp xếp nhân sự trong các tình huống cố định. Trong đó, việc sở hữu những cầu thủ có chiều cao tốt và sự càn lướt cũng tạo nên điểm khác biệt ở mỗi quả phạt góc của pháo thủ. Theo thống kê, Gabriel Magalhaes là trung vệ có số bàn thắng nhiều nhất tại Premier League kể từ mùa giải 2020-2021 với 14 pha lập công. Thành tích của cầu thủ người Brazil chỉ xếp sau Laurent Koscielny, 22 pha lập công, trong số những hậu vệ Arsenal ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League. Trong trận đấu với Crystal Palace tại vòng 21, Gabriel đã có cú đúp bàn thắng từ hai tình huống phạt góc ngay trong hiệp 1. Xuất phát từ quả phạt góc bên cánh trái, Leandro Trossard chủ động lao tới cản phá hai hậu vệ của đội khách, từ đó mở ra khoảng trống để Gabriel thoải mái đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 37, lần này lại là pha đá phạt góc bên cánh phải và Trossard lại thu hút và chặn đường chạy của hậu vệ bên phía Crystal Palace. Điều này giúp cho Gabriel không bị ai theo kèm và dễ dàng đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal. Arsenal cũng luôn thay đổi các phương án tiếp cận khung thành đối phương ở mỗi tình huống phạt góc. Hướng bóng tới cột gần để đồng đội băng cắt ghi bàn, hướng bóng đến cột xa để đánh đầu nối, hoặc thực hiện trả bóng về cho tuyến 2 ở sát vòng cấm địa.
Trong số đó, phải kể đến việc The Gunners luôn bố trí lượng cầu thủ áp đảo ở vòng cấm địa đối phương nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào tại Premier League mùa này. Theo Opta, cho mỗi tình huống phạt góc, Arsenal có trung bình 3,31 cầu thủ trong vòng cấm đối phương, trong khi không có đội bóng nào đạt tỷ lệ trung bình cao hơn 2,93. Kết quả này không chỉ cho thấy cách tiếp cận với các phương án tấn công đa dạng của Mikel Arteta, nó còn mang đậm dấu ấn chiến thuật từ trợ lý Nicolas Jover. Ông từng làm việc tại Manchester City vào năm 2021 và đã theo Arteta về làm trợ lý chiến thuật cho những tình huống cố định. Sau vòng 26, nỗi lo về sự sụt giảm bàn thắng từ tình huống bóng sớm của Arsenal đã không còn nữa. Thay vào đó, đoàn quân của Mikel Arteta đang biến những tình huống cố định trở thành thứ vũ khí lợi hại, giúp họ tạo nên sự khác biệt trong cuộc đua tam mã với Liverpool và Man City. Còn nhớ ở mùa giải 2017-2018, Man City từng lập kỷ lục ghi tới 27 bàn thắng qua 6 vòng đấu liên tiếp. Nếu so sánh với đội bóng thành Manchester cách đây vài năm, con số 25 bàn thắng qua 6 trận liền ở Premier League của Arsenal vừa qua chưa là gì. Nhưng dẫu sao, những người yêu mến đội chủ sân Emirates hiện giờ đều có thể vỗ ngực tự hào rằng đội bóng của họ đang làm tốt hơn những gì mà các học trò của Pep Guardiola thể hiện trên sân. Nếu tiếp tục duy trì sức công phá khủng khiếp như hiện nay, Arsenal chắc chắn sẽ còn nối dài những ngày vui chiến thắng. Qua đó, cơ hội giành chức vô địch giải ngoại hạng Anh vào cuối mùa sẽ rộng mở hơn với thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Xin nhấn mạnh rằng, tuy đang xếp ở vị trí thứ 3 tại bảng xếp hạng, nhưng pháo thủ lúc này chỉ kém Man City 1 điểm và kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm. Tuy nhiên, Arsenal vẫn trong cuộc đua vô địch Premier League và họ đủ mạnh để vượt qua Liverpool và lẫn Manchester City. Hiện tại là cuộc đua tam mã khi các đối thủ hầu như ngang cờ nhau. Arsenal không có Adrian vô địch bởi họ từng thất bại vào mùa giải vừa rồi. Nhưng thầy trò Mikel Arteta đang chơi thứ bóng đá tốt hơn Man City hay Liverpool. Pháo thủ đè bẹp mọi chướng ngại vật và làm điều đó thật dễ dàng. Đã 20 năm kể từ lần cuối Arsenal vô địch ngoại hạng Anh, đó là hai thập kỷ dài đằng đẵng để thử thách bất cứ người hâm mộ nào. Họ thường trông vẫn ổn trước khi sụp đổ vì đối diện áp lực tăng cao. Thành công ở cúp quốc gia đã xoa dịu cảm giác thất bại tại Premier League, nhưng đã đến lúc Arsenal cần giải tỏa khúc mắc đó. Bóng đá Anh cần một câu lạc bộ London hùng mạnh, cần Arsenal để vô địch Premier League. Đó là kết quả mà mọi người trung lập đều phải hy vọng vào tháng 5. Đó là kết quả tốt nhất, là bằng chứng cho thấy với huấn luyện viên và triết lý phù hợp, bạn có thể xây dựng một đội bóng có thể đánh bại các siêu cường tài chính như Manchester City, Manchester United, Chelsea hay Liverpool. Quan trọng hơn cả, nó tốt hơn cho Premier League. Không thể che giấu sự thật rằng chức vô địch Premier League thứ tư liên tiếp cho Manchester City là không lành mạnh. Đội bóng của Pep Guardiola vẫn đang chơi xuất sắc, nhưng sự thống trị của họ gây nhàm chán. Một tập thể đối diện 115 cáo buộc vì vi phạm tài chính tại Premier League đã trở nên quá mạnh. Những người hâm mộ trung lập chắc chắn không muốn thấy họ tiếp tục lên ngôi. Nó sẽ làm sứt mẻ thương hiệu Premier League, giải đấu hấp dẫn và khó đoán nhất thế giới. Premier League khi ấy sẽ trông giống như Bundesliga, nơi mà Bayern Munich, đội ít nhất đang gặp khó khăn trong mùa giải này, đã giành vô địch trong 11 mùa giải liên tiếp. Không có đội bóng Anh ở bất kỳ thời đại nào giành được 4 chức vô địch Premier League liên tiếp, ngay cả Liverpool của những năm 70 hay 80 và Man United của những năm 90-2000 cũng không giành được cúp bạc trong nước dễ dàng như Man City. Sẽ có những người mong chờ Liverpool giành chức vô địch Premier League lần thứ 2 cùng Klopp. Đó là cái kết đẹp kết thúc gần một thập kỷ Klopp gắn bó với The Kop. Liverpool vô địch Premier League tốt hơn Man City có lần thứ 4 liên tiếp xưng vương. Nhưng việc Arsenal chạm tay đến cúp bạc là kết quả tốt nhất cho bóng đá Anh nói chung. Nó truyền cảm hứng hơn, bất ngờ hơn và thú vị hơn nhiều.